Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu môn học mỹ thuật lớp 2, chủ đề 3, gia đình nhỏ, bài 7, con mèo tinh nghịch. Các con hãy chuẩn bị bút chì, tẩy, thước kẻ, giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn cho bài học ngày hôm nay. Mục tiêu bài học: học sinh nhận biết được khối tròn, khối trụ, khối tam giác trong sản phẩm mỹ thuật. Học sinh chỉ ra được cách kết hợp khối tròn, khối trụ, khối tam giác để tạo thành hình con vật. Học sinh tạo được con mèo từ các hình khối cơ bản. Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của hình khối trong sản phẩm mỹ thuật và có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình. Bài học của chúng mình gồm 2 tiết. Hôm nay chúng mình sẽ học tiết 1. Chúng mình cùng nhau đi khám phá. Các con hãy quan sát những ảnh chụp con mèo sau và trả lời 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, những con mèo khác nhau ở điểm gì? Câu hỏi 2, con mèo có những bộ phận nào? Con mèo có những dáng hoạt động khác nhau như đi, ngồi, nằm, chạy, nhảy. Con mèo cũng có nhiều màu sắc khác nhau đấy, như màu trắng, màu đen, màu xám, màu vàng. Có con mèo còn có nhiều màu trên cơ thể. Con mèo có các bộ phận chính như đầu, thân, chân, đuôi. Trên phần đầu thì có tai, mắt, mũi, miệng và có râu. Chúng mình cùng quan sát thật kỹ xem con mèo có đặc điểm gì nổi bật. Khi nặn con mèo, chúng mình chú ý con mèo có đặc điểm nổi bật là có tai nhọn, nhỏ hình tam giác, còn đuôi thì dài. Chúng mình nhớ đặc điểm này để nặn cho giống con mèo hơn nhé. Các con có thể nặn con mèo từ những khối tròn, trụ, tam giác. Bây giờ chúng mình cùng nhau quan sát những khối này. Chúng mình nặn con mèo từ những khối hình như thế nào? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu cách nặn. Các con có thể nặn theo 3 bước sau. Bước 1, cắt khối trụ dài lớn ở hoạt động 1 thành 4 phần bằng nhau để làm chân mèo. Bước 2, ghép các khối tạo thành hình con mèo. Bước 3, thêm các chi tiết, đặc điểm riêng và tạo dáng sinh động cho con mèo. Bây giờ, các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn để hiểu rõ hơn về cách nặn con mèo. Thank you.
Trước khi thực hành, chúng mình cùng quan sát một số bài nặn tham khảo của các bạn học sinh để có thêm ý tưởng cho bài nặn con mèo của mình. Đã đến thời gian thực hành của các con rồi. Nội dung thực hành hôm nay là nặn tạo dáng con mèo theo ý thích. Thời gian tiết 1 của chúng mình đã kết thúc. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, hoàn thành sản phẩm ở tiết 1 hoặc nặn thêm những con mèo khác. Các con hãy chuẩn bị đất nặn, giấy vẽ cho bài học hôm sau. Chào mừng các con quay trở lại môn học mỹ thuật lớp 2, chủ đề 3, gia đình nhỏ, bài 7, con mèo tinh nghịch. Tiết 2. Ở tiết học này, chúng mình tiếp tục thực hành với nội dung hoàn thành sản phẩm tạo dáng con mèo theo ý thích ở tiết 1 hoặc tạo dáng thêm nhiều những con mèo khác mà mình yêu thích. Trước khi thực hành, chúng mình hãy quan sát lại một số bài nặn tham khảo của các bạn học sinh. Sau khi hoàn thành bài nặn, chúng mình nhớ chia sẻ bài nặn về con mèo với mọi người xung quanh. Cô gợi ý cho các con bằng các câu hỏi sau. Con mèo con nặn có đặc điểm gì? Nó có màu gì? Con đã nặn con mèo như thế nào? Con hãy chia sẻ về các hoạt động của con mèo mà con biết. Con hãy nêu cảm nhận của mình về con mèo. Qua bài học ngày hôm nay, các con đã biết cách nặn con mèo từ những hình khối. Bây giờ, chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu dạng hình khối của các con vật khác. Chúng mình hãy quan sát những ảnh chụp sau và kể tên các con vật và liên tưởng đến các hình khối có thể tạo ra chúng. Bài học của chúng mình kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, bài 8, chiếc bánh sinh nhật. Các con hãy chuẩn bị đất nặn, giấy vẽ, màu vẽ, bút chì cho bài học hôm sau. Hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.